Dạ vâng, xin kính chào quý nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình nhận định thị trường của công ty cổ phần chứng khoán HSC. Ngày hôm nay thì Duyên sẽ tiếp tục đồng hành với quý nhà đầu tư để đi vào nhận định thị trường trong phiên giao dịch ngày 8 tháng 6 năm 2023. Dạ vâng, sự điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi mà thị trường đạt đến vùng kháng cự mạnh là điều mà đã được chúng ta dự đoán trong những số gần đây. Và đối với phiên giao dịch ngày hôm nay đã xảy ra sự điều chỉnh của thị trường và khiến cho thị trường giảm hơn 8 điểm và đóng cửa tại ngưỡng đó là 1.001,32 điểm, vẫn giữ được ở trên ngưỡng 1.100. Và nếu như mà chúng ta tính nguyên cái nhịp chỉnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì là điều bình thường và chưa làm thay đổi xu thế chung của thị trường. Nhưng với sự điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay sẽ mở ra cho chúng ta những kịch bản thận trọng hơn với tín hiệu của phiên dịch ngày hôm nay, đặc biệt đó là với mức thanh khoản trong phiên dịch ngày hôm nay rất là cao, và với mức thanh khoản trong phiên dịch ngày hôm nay là mức cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến thời điểm hiện tại. Vậy thì cái mức thanh khoản cao như phiên giao dịch ngày hôm nay là tốt hay là xấu là điều mà chúng ta cần bóc tách kỹ hơn. Nếu như chúng ta nhìn vào thị trường trong các phiên giao dịch gần đây và phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là thị trường trong các phiên giao dịch trước được tăng rất là mạnh và được nâng đỡ đến từ nhóm cổ phiếu hóa lớn. Đặc biệt trong nhóm đó chúng ta phải kể đến nhóm ngành ngân hàng, nhóm ngành chứng khoán và nhóm ngành thép. Hoặc là có thêm nhóm ngành bán lẻ cũng đã có nhịp tăng rất tốt trong các phiên giao dịch vừa rồi. Và dòng tiền thì lan tỏa hầu hết đến tất cả các nhóm ngành. Nhưng trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì dường như dòng tiền chỉ hoạt động ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Ở nhóm cổ phiếu ngân hàng trong phiên giao dịch ngày hôm nay chỉ còn duy nhất ông lớn Vietcombank là giữ ở sắc xanh và tăng mạnh, đóng góp đến đà tích cực của chỉ số đến 3,5 điểm. Và ông lớn Vietcombank ngày hôm nay đóng vai trò giúp cho chỉ số không bị giảm quá sâu. Còn lại tất cả những mã cổ phiếu khác trong nhóm ngành ngân hàng đều chìm trong sắc đỏ. Nếu như mà chúng ta có nhìn ở trong quá khứ, những nhịp mà dòng banh hút tiền và đẩy chỉ số tăng mạnh ấy, thì dòng banh ấy sẽ rút tiền, rút toàn bộ hết tiền ở các nhóm ngành khác để tập trung vào đẩy nhóm cổ phiếu dòng banh. Bởi vì để đẩy được nhóm cổ phiếu dòng banh thì cần rất nhiều tiền. Nhưng tuy nhiên thì ở lần này thì lại có một chút khác biệt. Đó là dòng banh có hút tiền nhưng chỉ hút 1 đến 2 phiên. Sau đó thì dòng tiền vẫn tiếp tục ở lại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Điều này cho thấy rằng là lực hút của dòng banh ở giai đoạn này chưa thực sự mạnh để có thể tiếp tục giúp chỉ số lên những ngưỡng cao mới, và có vẻ như là đoạn này chỉ đang là giữ chỉ số, và mã cổ phiếu Vietcombank đang thể hiện rất rõ điều đấy, dù là Vietcombank trong phiên giao dịch ngày hôm nay đã vượt đỉnh cao nhất đối với mã cổ phiếu này. Thêm nữa, còn đối với nhóm ngành chứng khoán thì sao ạ? Nhóm ngành chứng khoán cũng đã có nhịp tăng rất tốt trong các phiên giao dịch vừa rồi. Đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì toàn bộ nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán thì lại chìm trong sắc đỏ và chỉ còn lại một sắc xanh duy nhất đến từ một công ty chứng khoán nhỏ, đó là mã cổ phiếu AAS. Và các công ty chứng khoán lớn thì đều quay đầu giảm điểm, và giảm điểm mạnh nhất chúng ta phải kể đến đó là mã cổ phiếu VND. Và đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì VND giảm đến 6%, gần xuống mức sàn trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và với phiên giao dịch ngày hôm nay, dòng tiền lại rất sôi động ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, thì chúng ta biết là nếu như mà chỉ có nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ hoạt động trên thị trường thôi thì điều này sẽ không thể nào nâng đỡ thị trường và giúp thị trường có thể đi xa được. Chính vì vậy mà những cái thời điểm rất quan trọng của thị trường, khi mà ở những ngưỡng rất quan trọng thì chúng ta lại cần nhiều hơn ở nhóm cổ phiếu vừa hóa lớn. Như chúng ta thấy rằng là ở trong hai nhịp vượt cản ở vùng 1.085 và 1.100 vừa rồi, thị trường mở hai cái gap, và ở hai thời điểm hai gap đó thì đều có sự nâng đỡ đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Vậy nên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là điều rất quan trọng để giúp chỉ số có thể đi xa. Thêm nữa đó là chúng ta thấy rằng là có một nhóm ngành tăng rất tốt ở trong giai đoạn vừa rồi đến từ nhóm ngành dầu khí. Chúng ta có thể nhìn thấy những mã cổ phiếu trong nhóm ngành này có nhịp tăng rất là mạnh, hay là PVD hay là mã cổ phiếu PVP, là những mã cổ phiếu trong nhóm dầu khí tăng rất là mạnh. Nhưng đến phiên dịch ngày hôm nay thì những mã cổ phiếu này lại giảm điểm, và đặc biệt hơn nữa đó là chiều tối ngày hôm qua chúng ta đón nhận thông tin khá tích cực đối với nhóm ngành dầu khí. Thông tin liên quan đến kế hoạch phát triển mỏ dầu Lạc Đà Vàng đã được phê duyệt với tổng vốn đầu tư lên tới là 693 triệu USD. Đây là tin tức rất tốt
đến đối với những mã cổ phiếu thượng nguồn ngành dầu khí, nhưng phản ánh đối với nhóm ngành này trong phiên giao dịch ngày hôm nay lại đi ngược lại. Và theo đánh giá của HSC thì đối với thông tin này sẽ là thông tin tích cực đối với những mã cổ phiếu được hưởng lợi như là PVS, PVD và PVB. Điều này cho thấy rằng gì ạ? Tin tốt thì vẫn có, nhưng dòng tiền dường như không còn muốn nhập cuộc vào nhóm cổ phiếu này nữa. Thế thì tiếp tục nhìn sang diễn biến chart kỹ thuật của chỉ số VN Index. Và trong các phiên giao dịch gần đây, chúng ta thấy rằng là sau hai lần mà thị trường vượt cả ở vùng 1085 và 1095 đến 1100, thì biên độ dao động của thị trường đang thấy rõ sự thu hẹp. Điều này cho thấy rằng là lực của thị trường đã yếu dần qua những lần vượt cản, đặc biệt là khi mà thị trường càng lên cao thì thị trường càng cần lực mạnh hơn, nhưng lực lại yếu đi thì điều này sẽ mở ra cho chúng ta khả năng điều chỉnh của thị trường. Và việc phiên điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay kết phiên đóng cửa ở mức thấp nhất kết hợp với mức thanh khoản lại ở mức rất là cao. Điều này mở ra áp lực điều chỉnh đối với thị trường trong các phiên giao dịch tiếp theo. Và nếu như thị trường thực sự khỏe và có thể đi lên, thì chúng ta kỳ vọng rằng thị trường sẽ điều chỉnh đến vùng 1085 đến vùng 1090, thì thị trường có thể thu hút thêm được dòng tiền ở đoạn này rồi bứt phá quay trở lại lên phía trên này. Nhưng nếu như thủng ngưỡng hỗ trợ tại vùng 1085 và 1090, thì xu hướng điều chỉnh và mức độ rủi ro của thị trường sẽ càng tăng lên. Điều này đồng nghĩa với việc rằng là ở thời điểm hiện tại chúng ta cần thận trọng hơn và chú trọng đến việc bảo vệ thành quả nhiều hơn tại giai đoạn này. Ngoài ra thì chúng ta nhìn thêm sang chỉ báo định lượng của HSC để chúng ta thấy rõ hơn diễn biến của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Đầu tiên đó là chỉ báo đà lan tỏa và mức độ lan tỏa của dòng tiền. Đối với chỉ báo định lượng này thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, dòng tiền vẫn duy trì tích cực ở cả ba nhóm cổ phiếu, nhưng chúng ta thấy mức độ suy giảm rõ rệt nhất ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và nhẹ hơn là nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa. Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ vẫn tiếp tục duy trì. Như vậy chúng ta thấy rằng là không có sự thay đổi dòng tiền ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, nhưng hai nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vốn hóa vừa thì đang có sự thay đổi. Và với sự sụt giảm đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vốn hóa nhỏ trong phiên dịch ngày hôm nay, điều này cho thấy rằng là có một lượng dòng tiền chốt lời và muốn rút ra khỏi thị trường. Và nếu như trong các phiên giao dịch tới, nếu như hai nhóm cổ phiếu này, đặc biệt nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn mà không được cải thiện, thì điều này sẽ là rủi ro đối với thị trường chung, bởi vì chúng ta cũng biết rằng là nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ không thể nào có thể dẫn dắt chỉ số được và giúp chỉ số đi lên được. Và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là nhóm đóng vai trò giữ nhịp với chỉ số và giúp chỉ số có thể bứt phá được. Chính vì vậy mà vận động của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là rất quan trọng. Và nếu như mà chúng ta xây dựng kịch bản rằng là thị trường sẽ điều chỉnh rồi quay trở lại bứt phá đi lên, thì cái việc mà chúng ta theo dõi vận động của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng sẽ giúp cho chúng ta xác định được rằng là thời gian nào thì thị trường điều chỉnh xong, và khi đó thì chúng ta cũng sẽ có cái kịch bản phù hợp hơn đối với danh mục của mình. Vì vậy mà việc tiếp tục theo dõi vận động của nhóm vốn hóa lớn là điều cần thiết. Tiếp tục chúng ta nhìn sang một chỉ báo định lượng nữa của HSC, đó là chỉ báo thống kê xác suất đầu tư ngắn hạn gặp chỉ báo cung cầu. À, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục thấy được sự cải thiện đến từ cả lực cung và lực cầu. Và cặp chỉ báo này thì đang tiến về vùng đỉnh so với hai đỉnh cũ trong quá khứ. Và ở hai vùng đỉnh này khi mà đạt đến đây thì cặp chỉ báo này đều có sự đảo chiều. Và lần này có tiếp tục như vậy hay không thì chúng ta cần tiếp tục kiểm định. Tuy nhiên thì cặp chỉ báo cung cầu ngày hôm nay lại tiếp tục ở trong trạng thái phân kỳ âm. Và khi mà cặp chỉ báo này vẫn đang ở trong trạng thái phân kỳ âm thì điều này khó có thể sẽ giúp chỉ số có thể đi lên một cách bền vững, đồng thời thì những nhịp tăng trong ngắn hạn thì sẽ khó khăn hơn. Và điều này đồng nghĩa với việc đó là nhắc nhở quý nhà đầu tư nên thận trọng hơn và tránh FOMO mua đuổi tại những vùng tăng giá quá mạnh khi mà tâm lý thị trường đang đạt ở mức độ hưng phấn, và quý nhà đầu tư nên ưu tiên với chiến lược quản trị rủi ro. Dạ vâng, đó là một vài những thông tin hay những chỉ báo liên quan đến thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và để chúng ta có thể bóc tách và đi sâu hơn đến hành động của cho anh chị nhà đầu tư, thì hãy cùng chương trình ngày hôm nay lắng nghe quan điểm từ một vị khách mời vô cùng đặc biệt của chương trình, đó là anh Phạm Đặng Huỳnh Châu, trưởng phòng phân tích và tư vấn đầu tư của HSC. Xin chào anh Châu ạ. Xin chào tất cả anh chị các bạn.
Dạ vâng, sau những phiên tăng điểm mạnh vừa rồi thì thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay đã có một phiên điều chỉnh giảm điểm cùng với mức thanh khoản cao nhất trong năm 2023 đạt trên 23.000 tỷ. Vậy thì điều này liệu có mở ra xu hướng rủi ro cho thị trường trong thời gian tới không ạ? Và góc nhìn của anh về thị trường phái sinh liệu đến thời điểm này có thay đổi so với phiên thứ 5 tuần trước hay không? Xin mời anh. Vâng, về hai câu hỏi ngày hôm nay, đầu tiên là liên quan đến việc thị trường giảm điểm do bạn Duyên có đề cập đến. Thì cái mà việc mà mình nhìn nhận đấy, câu chuyện thị trường lúc này đó là chúng ta đã bị ảnh hưởng về mặt tâm lý quá là nhiều trong quãng thời gian mà thị trường điều chỉnh giảm trong thời gian qua. Đó là lý do tại sao mà khi thị trường có một phiên giảm như ngày hôm nay, khiến cho dòng tiền trở nên rất là các vị thế mà đang nắm bị cổ phiếu trở nên rất là sợ hãi. Điều này thì điều mà mình có thể là hiểu được xét về mặt tâm lý. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại về vận động của chỉ số, vận động về câu chuyện thị trường nói chung ấy, thì liệu là nó đã có đến mức là tiêu cực nhưng mà chúng ta đang đang sợ hay gọi là dùng từ sợ hãi hay chưa? Thì mình nghĩ là nó đang ở trong một cái câu chuyện khác, một cái điều kiện thị trường khác so với trước đây. Đầu tiên là có thể nói đến là chỉ số VN-Index đi. Các chị đã thấy là cái nền tảng được gia cố từ năm 2023 đến bây giờ rất là chắc chắn. Và do vậy thì việc mà cái vùng thanh khoản nó dội 6 tháng trở lại đây, thực ra là đây là từ đầu năm đến nay. Gọi là 6 tháng thì cũng là từ đầu năm đến nay thì cũng thể là thanh khoản tăng rất là mạnh. Nhưng đây cũng là cái cơ sở để mình cho rằng là những cái vị thế mà đã bị áp lực bán trong thời gian qua là đã bị gọi là thua lỗ trong thời gian qua. Đó là vị thế này. Đó, thì hôm nay họ có cơ hội để họ để là thoát vị thế. Thì nếu mà nhìn vào góc độ này thì mình cho rằng là thị trường hiện tại không quá là tiêu cực đâu. Mặc dù vậy là chúng ta ngay cả trong room tư vấn mà chia sẻ trong buổi sáng hôm nay thì cũng đều thấy là vận động của thị trường thì cũng có kỳ vọng là phải hạ nhiệt. Nếu mà không hạ nhiệt thì cái dòng tiền mới không thể tham gia được. Đặc biệt là trong những tình huống mà thị trường mới phục hồi như trong giai đoạn hiện tại, ví dụ chỉ số VN-Index và chỉ số VN30, gọi là rủi ro cho thị trường hay không thì đoạn này thì mình không thấy nhiều rủi ro. Có thể nhìn về góc độ về điều kiện của thị trường mang tính là rủi ro nó đến từ đâu, thì bây giờ những cái rủi ro về mặt vĩ mô là mình đã thấy là nó ít đi rất là nhiều rồi. Thứ hai là rủi ro về mặt xu hướng giá thì nó cũng không còn, mà chỉ đi duy nhất một điều là cái rủi ro liên quan đến cái gọi là liên quan đến cái việc là quá bán, xin lỗi là quá mua đối với chỉ số RSI trong vùng trên này. Thế do vậy thì cái việc mà áp lực bán một hai phiên trở lại đây nó xuất hiện, mình cho rằng là cái điều nên có để mà thị trường hạ nhiệt trở lại. Còn bây giờ nếu một phiên mà để khiến cho thị trường trở nên là rung lắc loay hoay thì mình nghĩ là chúng ta sẽ cần phải khách quan hơn với vận động của thị trường lần này. Với chỉ số VN30 cũng tương tự như vậy. Mình cũng cho rằng là với VN30 thì nhìn chung thanh khoản nó lên xuất hiện. Nhưng mà thật ra thanh khoản VN30 thì trong mấy vài phiên trở lại đây cũng đều tốt cả. Chứ không phải là riêng ngày hôm nay. Và thực ra là giá đang kiểm chứng tại vùng 1092, 1086 là liên quan đến cái điểm chạm của Fibo một thời gian dài tích lũy dưới nền này. Do vậy thì ví dụ như một hai phiên mà đã khiến cho rung lắc thì câu chuyện này mình nghĩ là nó hơi hơi mang tính là theo mặt cảm xúc nhiều hơn là theo mặt về vận động chỉ số giá. Do vậy thì cái mà mình muốn nói câu chuyện ở đây ấy, anh chị cũng nhìn thấy là với cái vận động từ phía chỉ số SP500 chẳng hạn, thì cái chỉ số SP500 lần này nó cũng ở trong một tình huống gọi là không giảm nhưng mà chưa tăng tích lũy, bởi vì là khoảng thời gian công bố về lãi suất nó cũng còn không không quá nhiều, và cái kịch bản lãi suất lúc này mình nghĩ là sẽ là cái tiêu điểm chính ở thị trường không gian đến. Với vàng nữa, với vàng anh chị thấy là vàng hiện tại là đang chuẩn bị test lại cái vùng kênh cản phía dưới ở đây, và nếu như vậy thì nếu trường hợp mà vàng sập luôn cái vùng kênh cản này thì nó sẽ là một cái điểm lời khẳng định cho việc là dòng tiền quay trở lại với SP500. Còn với chỉ số đô cũng thế, cũng đều có một cái vận động mang tính là đi ngang và không không giảm, mà cũng gọi là tăng thì cũng không tăng. Đến lúc này là gần như là thị trường đang chờ đợi cho một cái câu chuyện về lãi suất. Thế thì tiện đây thì mình cũng có nói về câu chuyện lãi suất, câu chuyện lãi suất nó cụ thể là như thế nào thì chúng ta hãy cùng xem là Fed probability
về Fed Watch ở đây thì anh chị có thể thấy là còn 6 hôm nữa, và cái kỳ vọng lãi suất của Fed lúc này là vẫn ở trong cái kịch bản là không tăng lãi, nhưng trong trường hợp nó có tăng thì nó cũng sẽ tăng là 5.25 đến 5.5, thì trong cái kịch bản này thì nó cũng chỉ là tăng 0.25% mà thôi. Thì đây cũng là nếu trường hợp nó có đi, thì nó cũng sẽ không quá là nặng nề cho vận động của điều kiện thị trường ở trong những giai đoạn này. Đó là câu trả lời đầu tiên dành cho việc thị trường giảm điểm thanh khoản kỷ lục. Còn câu chuyện mà rủi ro ấy, thì nhìn chung là vẫn có rủi ro giao dịch ở trên thị trường trong giai đoạn mà chúng ta đang ở trong một tình huống là đang ở trong cái vùng gọi là vùng đáy suy thoái, và kỳ vọng là tăng trưởng phục hồi trở lại. Thì vùng đáy suy thoái này, tăng trưởng này, thì dù sao nữa nó vẫn có những cái tác động mang tính là tâm lý nhiều hơn, và với những cái dòng tiền mới tham gia mà bị tác động về mặt tâm lý ấy, thì kiểu gì họ cũng sẽ có những áp lực bán. Thì nhìn vào một số cổ phiếu trụ nhất định, ví dụ như là trụ VN-Index, xin lỗi, là trụ của nhóm cổ phiếu ngân hàng đó, thì nhìn vào đây thì rõ ràng là việc mà tăng rất là nhiều phiên và bị giảm một phiên cụ thể như hôm nay cũng đã có gọi là lực bán xuất hiện thanh khoản tốt, mà thị trường nóng thì nó giảm. Ví dụ như thế này đi, thì chúng ta sẽ kỳ vọng là gì ạ? Kỳ vọng là thật ra thị trường sẽ vẫn phải có những pha tích lũy, tức là trong giai đoạn sắp đến ấy, thì cái câu chuyện tích lũy nó vẫn phải xuất hiện. Nhưng tích lũy ở đây có góc độ nào thôi. Ví dụ như ngày hôm nay cổ phiếu của VCB, VCB thì tăng lên cái vùng đỉnh mới, đỉnh mới của năm, cũng của năm mà của VCB luôn, tăng vùng đỉnh mới và tròn số tại giá 100. Thì nếu như mà không có cổ phiếu này thì chắc là thị trường còn giảm thêm, nhưng mà rõ ràng là nếu để lại trong giai đoạn trước đây ấy, rất nhiều cái cổ phiếu của nhóm ngân hàng giảm thì VCB cũng sẽ giảm theo. Ví dụ là TCB, TCB một cổ phiếu bị ảnh hưởng bởi trái phiếu rất nhiều, hiện tại là cũng đang ở trong cái vùng đỉnh của năm, đỉnh năm là đỉnh của giá 29 thì bây giờ giá 31 rồi. Đó, rất nhiều cổ phiếu ví dụ là BID chẳng hạn, BID thì cũng giảm, nhưng mà thường là khi mà nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm thì giảm đều, nhưng ở đây có một câu chuyện ngược lại là giảm nhưng mà VCB lại tăng. Hay là nhìn về nhóm ví dụ như là bất động sản đi, cũng giao dịch rất là ổn định. Bất động sản thì ổn định, có nhiều cảnh báo về mặt là phân kỳ rồi, nhưng mà thật ra là bất động sản vẫn chưa có một cái tình huống là quá căng thẳng trong giai đoạn lần này. Còn trong khi đó là những cái cổ phiếu ví dụ là chứng khoán, ví dụ như là HCM đi, thì đến thời điểm này gọi là chỉ có giảm một phiên, nhưng cũng không có nghĩa là thị trường sẽ bắt đầu là tạo đỉnh tại đây do một phiên chưa đủ kết luận. Hay là với SSI cũng thế, hay là thậm chí là SSI là chạm ở vùng đỉnh cũ của tháng 8 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, là gần một năm. Thì hiện tại là việc mà điều chỉnh tại vùng giá này mình nghĩ là hết sức hợp lý. Do vậy thì có thể đâu đó là chúng ta sẽ cần phải một cái trạng thái là cân nhắc về việc là rủi ro thị trường mức độ nào. Ví dụ như là rủi ro về mặt là đang ở trong một tình huống giảm thì mình nghĩ là nên phải hạ tỷ trọng ngay hay là phải xử lý sớm. Nhưng mà với điều kiện thị trường hiện tại thì liệu là đã có phân phối đỉnh hay chưa? Thì mình cho rằng là chưa đến mức mà phải nói về câu chuyện phân phối đỉnh. Và do vậy thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể nắm giữ các vị thế mà đang mua hiện tại, đặc biệt là vị thế cổ phiếu ngân hàng hay bất động sản hay là cổ phiếu tương tự như vậy. Thế còn với thị trường phái sinh thì một lần nữa là mình cảm thấy là khá yên tâm khi mà phái sinh, dùng cái từ yên tâm khi mà phái sinh thanh khoản giảm. Thực ra thanh khoản của phái sinh mà nó ít như thế này ấy, thì cũng khẳng định một câu chuyện là về cái VN30 F1M ấy, thì có thể thấy là dòng tiền hiện tại vẫn đang dồn vào phía thị trường cơ sở. Đó là điều mình có thể khẳng định được ngay. Thứ hai nữa là việc mà giá điều chỉnh giảm về lại cái ngưỡng là 1091, 1092 hay là ngưỡng 1100, thì thực ra ấy, là nếu anh chị ở trong room tư vấn thì cũng đã nhận được cái điểm giá rồi. Đó là điểm giá mục tiêu lại vùng giá của 1100. Thì giá phái sinh chạm ngay 1100 và điều chỉnh giảm, ví dụ là giảm trong phiên hôm nay, thì mình nghĩ hết sức là hợp lý. Việc mà điều chỉnh giảm nó cũng khiến cho cái nhiệt độ của phái sinh, nhiệt độ trong hoạt kép thì cũng đã tốt hơn rất là nhiều. Và hiện tại là chúng ta đang kỳ vọng là sau khi mà điều chỉnh xong thì tích lũy tại vùng 1085 mà sẽ đi tiếp. Thì đây cũng là cái mà lý do tại sao hôm nay mình khuyến nghị là chỉ ngắn thôi, hoặc là thậm chí là chốt lời, chứ mình không muốn mở thêm vị thế phái sinh trong giai đoạn này, đặc biệt là vị thế long. Nhưng mà nếu trường hợp mà giá chỉnh đủ, thì ví dụ như là ngày mai tiếp tục về cái vùng phía dưới của 1085 thì hoàn toàn mình có thể cơ sở cân nhắc bởi mà vị thế long trong trong thời điểm này. Còn với cái câu hỏi của Duyên về cái góc nhìn của mình về thị trường phái sinh, thì thật ra là thị trường phái sinh thì nó sẽ tương đối ngắn. Đến thời điểm này thì gọi là xu hướng về mặt trung hạn đấy, thì có kỳ vọng lên được cái ngưỡng của 1140, 1150 hay không?
thì nó sẽ vẫn còn một câu hỏi để trước đó và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật trong những phiên giao dịch tiếp theo. Nhưng tuy nhiên là mình cho rằng là đến thời điểm này ấy, chúng ta sẽ kỳ vọng là có một cái gọi là câu chuyện tích lũy rõ ràng và rung lắc, và nó sẽ phù hợp những cái vị thế giao dịch mang tính là lướt sóng nhiều hơn là vị thế giao dịch mang tính là mở vị thế mua mới và xu hướng tăng. Đó là quan điểm của mình đối với điều kiện thị trường ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh chị các bạn nhé. Dạ vâng, rất cảm ơn góc nhìn và quan điểm của anh Châu đã gửi gắm đến cho quý nhà đầu tư. Và có lẽ thì thông qua phần chia sẻ của anh Châu thì quý nhà đầu tư cũng biết rằng là mình nên làm gì rồi đúng không ạ? Và nếu như anh chị nào mà vẫn chưa biết nên làm gì thì anh chị có thể để lại câu hỏi ở dưới phần comment của chương trình hoặc là tham gia zoom chat của HSC để được hỗ trợ cụ thể và chi tiết hơn ạ. Nói chung là khi mà thị trường đang bước vào trong những vùng tăng nóng kèm theo tâm lý hưng phấn đang rất là cao thì chúng ta cần thận trọng hơn là điều cần thiết để có thể giúp cho anh chị nhà đầu tư có thể bảo toàn được những thành quả mà mình đã đạt được. Và với những thông tin đó thì cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối ngày mai. Xin chào tất cả chị các bạn.